Tôi đi tìm cửa hàng xe mượn tiền. Bọn họ nói ngày ngày chết người không cho tôi mượn. Chúng ta nhiều tiền cũng không đủ mua quan tài. Đã lúc nào rồi còn nói về nghèo. Không dứt xác linh tinh ở phần mộ. Đã A-di-đà Phật rồi. Như quan tiên sinh đang ở nhà soái tử. Soái tử đương nhiên coi mình là con rể của quan gia. Chúng ta không được để anh ấy cảm thấy khó xử như vậy. Nam Nam, nếu như lần này chúng ta có thể giúp soái tử, em sẽ không đánh nhau với quan sản cướp soái tử chứ. Cướp cái gì? Còn không thấy em gái tôi đã chuyển ra khỏi nhà soái tử rồi sao? Yêu không phải là chiếm mà có. Đúng vậy, chúng ta cũng cần sống cuộc sống của bản thân. Chuyện này cứ giao cho tôi. Quan tài không dễ trộm đâu. Sao phải trộm? Thời thế hỗn loạn, bác cậu đi rồi còn không đánh giá bằng gà mẹ. Yên tâm đi, cứ giao cho tôi. Các người xem đây là cái gì? Thuốc phiện. Soái tử biết sẽ mắng đó. Soái tử mắng chúng ta so với để quan sản mắng anh ấy trong lòng còn thoải mái hơn. Đồng Phú, đi. Đến rồi. Ngay ra làm gì? Chuyển vào đi. Đợi đã. Ở đâu ra? Dù sao cũng không phải trộm. Người có tiền ở trong tô giới không phải chạy rồi thì bị giặc cướp rồi. Quan tài đắt không ai mua, chúng ta coi như có lợi. Không nói sự thật thì đem về. Cũng không phải cho anh, là mua cho ba vợ của anh. Sao vậy? Qua tiên sinh cả đời uy phong, lúc ra đi cũng không thể quá lạnh lẽo. Mấy anh em tôi không trộm không cướp, xuất ra ít tiền cho mấy chút mặt mũi, cũng coi như trọng nghĩa. Hy vọng cô có thể nhận. Cô làm gì vậy? Làm gì vậy? Tôi thay cha tôi cảm ơn mọi người. Cô đứng lên trước đi, đứng lên đi. Cô như vậy khách khí quá, mau đứng lên đi. Trước đây tôi cảm tính bắt nạt người, cướp mất soái tử người cô thích nhất. Cô không trách tôi. Tình yêu của cô và soái tử không có đúng sai, cũng không có ít nhiều. Chỉ là cô hợp với anh ấy hơn tôi. Vậy thì yêu anh ấy cho tốt. Tôi sẽ đứng một bên chúc phúc cho hai người.
Được rồi. Tâm ý của hai người tôi nhận, nhưng đám tang ngày mai mọi người không thể đi. Tại sao? Vì sự an toàn của các người. Nghệ sĩ Hara, sau khi hoàng quân chiếm lĩnh toàn bộ Thượng Hải, theo tốc độ trước mắt, mục tiêu là tiêu thụ 10 vạn lượng nha phiến. Chỉ là việc ngày một ngày hai, cậu phục hưng lại gia thế họ Diên cũng sắp thành hiện thực rồi. Cảm ơn sự nâng đỡ của ngài. Đáng tiếc anh trai của cậu không thể hưởng vinh hoa phú quý cùng cậu. Hắn bằng lòng ôm quan bệnh nghĩa, tôi cũng hết cách. Tôi lo lắng không phải hắn ôm chân quan bệnh nghĩa, mà là cộng sản đảng. Ngài vẫn nghi ngờ hắn là phán quan. Khổ nỗi bây giờ tôi không có chứng cứ. Ngài Ishihara, dân kiện bí mật của mãn Quy Hoàng và báo cáo điều tra đã đến. Mãn Quy Hoàng của quan gia là giả. Có phải hắn là phán quan không? Đừng quên, sau khi Mãn Quy Hoàng chết, Fushiko mới bị phán quan giết chết trên đường tàu. Di soái và quan sản đang làm gì? Hôm nay đưa tang quan Bỉnh Nghĩa. Từ hôm qua đến giờ em không nói câu nào. Muốn khóc thì em cứ khóc đi. Khóc có ích gì chứ? Em phải báo thù thay cha em. Một phát súng này, sớm muộn em cũng trả lại trên đầu của tên Ishihara. Chắc không còn lâu nữa. Ai? Đồng chí viên soái là tôi. Cậu là hai hôm trước người đưa giấy cho anh đó. Hoa sẵn, giới thiệu cho em, đây là dược sư mới được tổ chức phái đến. Xin chào. Người của quan gia thật giỏi, cô yên tâm. Chúng tôi sớm muộn cũng tiêu diệt Ishihara, báo thù cho Mãn Quy Hoàng và cha cô. Có điều, hai người bây giờ phải đi với tôi. Đi đâu? Căn cứ địa của quân tứ quân dạo này. Đi bây giờ? Đúng, bởi vì chúng ta vừa mới tập kích xây dựng chuyển thuốc phiện của Nhật Bản. Ishihara đang lục soát khắp nơi. Các người cũng là mục tiêu của hắn. Vì sự an toàn trước mắt, càng sớm càng tốt. Vì chúng ta có cần chuẩn bị một chút rồi đi căn cứ địa. Yên tâm đi, chuẩn bị xong hết cho các người rồi. Đi. Chạy mau. Phán quan, ta phải giết mày. Nghệ Ishihara,
Phán quan chắc là một người khác. Cô muốn tôi tha cho Diên soái và quan sản. Nếu như không phải, tôi chỉ cảm thấy tôi với Thượng Hải là trung tâm kinh tế của Trung Quốc. Quan Quân mặc dù đã chiếm đóng Thượng Hải, nhưng nó không thể biến ra tiền. Quan Quân vẫn cần kiếm tiền thông qua người Trung Quốc. Thuyết Đông Á không phải một bên hát, một bên có thể không có chứng cứ giết người. Mở chân ra duy trì thăng bằng. Mau, mau lên, mở chân ra duy trì thăng bằng. Còn chưa dậy sao? Đồng chí quan sản, mau dậy ăn cơm đi. Ngủ nữa sắp muộn rồi. Đừng kêu nữa. Dậy từ lâu rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc bộ quần áo sạch sẽ. Quá ra bộ quần áo vest kia cô tặng không sạch sao? Sạch sẽ mà tôi nói, anh nên hiểu chứ. Cô mặc bộ này giải thô, cô mặc có quen không? Tôi cảm thấy rất tốt. Thật sao? Thật. Trước đây mặc quần áo lụa là người Nhật Bản bắt nạt tôi. Nhưng tôi mặc bộ này, bọn giặc nhìn thấy sẽ sợ. Nói hay lắm. Thủ trưởng, chào thủ trưởng. Sao vẫn chưa đi ăn cơm? Đi thôi. Thủ trưởng, tôi muốn hỏi ngài một vấn đề. Mời nói. Cái đứa nhỏ Đồng Phú Ngân Thu, hoàn cảnh bây giờ của bọn họ rất nguy hiểm. Tại sao không đưa họ rút lui cùng chúng tôi? Sau khi các cậu đi, người Nhật chắc chắn sẽ nóng lòng, không có thời gian đi cứu các anh ra. Tiết Quyển Ninh, đồng chí cũng rất nguy hiểm, cũng không có thời gian để cứu. Đồng chí Tiết Quyển Ninh, thủ trưởng ông biết Tiểu Ninh. Đương nhiên, Quế là đồng chí thông qua trải nghiệm đầu tiên. Hầu hết tình báo hành động của các cậu đều là Quế truyền ra. Thủ trưởng, ông nói Tiểu Ninh là